Vâng, xin chào toàn thể mọi người nhé. Hôm nay em có một số những cái giò lan rất là đẹp. Đầu tiên lên các bác là một dòng phi điệp tím, hai giò phi điệp tím như này các bác nhá. Các bác nào lấy hai giò phi điệp tím này 150.000 đồng, hai giò phi điệp tím các bác nhá. Tiếp theo mời bác đến một giò, đây là một giò hạc vĩ thiên cung. Một giò hạc vĩ thiên cung này các bác nhá, 180.000 đồng cho mã số 2 hạc vĩ thiên cung. Tiếp theo em lên một số giò đai châu nhá. Đây là đai châu rừng các bác nhá, đai châu rừng. Cái này là cây một mẹ một con, cây này hai cây này thì không tính. 20.000 đồng cho mã số 3. 220.000 đồng nhá. Mã số 3. Số 4 này. Cũng hai cây nhá. Mã số 4 đai châu rừng 220.000 đồng. Mã số 4. Cây này em xem nó có lụ chưa. Một lụ này. Cây này đang có hai lụ bác nhá. Cái này đang có hai lụ nhá, cái bé thì chắc là chưa có đâu nên phải xem cho mã số 4. Số 5 này, số 5 có 3 cây đây trong rừng như này nhá, đây nhá, 280.000 đồng cho mã số 5 đây trong rừng nhá. Số 6 này. Số 6 là cũng là đai châu rừng nhá. Em xem giò này mấy lụ thôi. 1 2 3 này. Cây này đã hiện tại đã nhìn thấy 3 lụ rồi. Nhưng nó còn đang sưng nữa thì chưa biết nó sẽ ra chính xác là bao nhiêu lụ. Cây này là 1 này. 2 này. Cây này 2 lụ thôi à. 3 này. Cây này 3 là 6 nhá. Mã số 6 nhá. 500.000 đồng. Mã số 6 500.000 đồng, đây châu rừng. Mã số 7 này, xem giờ này mấy lụ, một lụ này, hai lụ này, ba lụ này. Cây bé này ba lụ nhá. Một này. Hai này. 3 này. Cây to này cũng 3 lụ. Nhưng nói chung là nó không rõ ràng lắm. Nói chung là 6 lụ, nó chắc chắn nó sẽ tầm 6 lụ hoa nhá. Cũng 500.000 đồng cho mã số 7 nhá. Số 7 cây trong rừng. Số 8 mời bác đến một giò tam bảo sắc. Đây là một dòng tam bảo sắc lá xếp nhá. Lá xếp nhá các bác nhá. Cây nó sẽ lên thẳng. Cây nó cứ lên thẳng luôn, lên thẳng luôn nhá. Còn dòng lá lướt thì nó lên ngang chừng nó sẽ đổ xuống rồi. Đấy. Một giọt tam bảo sắc như này nhá. Mã số 8 200.000 đồng. Tam bảo sắc lá xếp. Mã số 9 này. Cũng một giọt tam bảo sắc cũng lá xếp nhá. Cũng ba cây nhá. Mã số 9 200.000 đồng. Giá không tam bảo sắc. Số 10 nhá, một trụ tam bảo sắc như này có nhá. Mã số 10. Xung xuê như này. Ghép ba mặt nhá, còn một mặt đằng sau. Đấy, hàng đã thuần. Đây nhá các nhá. Nó như này nhá. Đấy. 550.000 đồng cho mã số 10. Mã số 10 tam bảo sắc 550. Mã số 11 là một cây châu trắng nhá. Em xem nó có lụ, một lụ này. Hai lụ này. Hiện tại là cây này đang hai lụ nhá. Một lụ này. Hai lụ này.
Mỗi cây có hai lụ rồi, châu trắng nha các bác nha. 550.000 đồng cho mã số 11. Châu trắng. Hai nhá, một giò kiều vuông này nhá, mã số 12. Kiều vuông Đông Bắc hàng nguyên dè nhá. Như này nhá. Mã số 12 450.000 đồng. Kiều vuông. Mười ba nhá, một trụ tam bảo sắc như này nhá, siêu to như này nhá, dài khoảng 50 cm nhá, thuần thì 25 đấy nhá các bác nhá. Mã số 13 550.000 đồng, dáng hương tam bảo sắc. Tiếp theo mà bác đến một giò trâu hình nữa này. Giò này cũng đang lụ to rồi. Trâu rừng nhá. Mã số 14. Cái này đang hiện tại đang hai lụ to rồi. Hai lụ nhìn rõ một một luôn. Đây nhá. Đây cây to thì một mẹ một con. Cây này cũng có con đấy nhưng mà đây. Như này đây. 350.000 đồng cho mã số 14. Mã số 14 trong rừng nhé. Mười lăm nhá, 15 là một trụ tam bảo sắc như này nữa nhá. 450.000 đồng cho mã số 15, dáng hương tam bảo sắc. Đây mặt sau nó đây. Mã số 15 450. Mã số 16 nhá, một trụ tam bảo sắc cũng rất là to như này luôn. Mã số 16 500.000 đồng. Giá hương tam bảo sắc. Trụ này nặng lắm. Mười bảy nhá. Một giò đùi gà tròn ghép bốn chung quanh như này các bác nhá. Mã số 17 đùi gà tròn Lai Châu 450.000 đồng. Đùi gà tròn nhá, hàng này đã thuần chắc chắn rồi nhá. Mã số 17 450. Vâng, giò lan này thì đã kết thúc video nhà ngày hôm nay. Cảm ơn các bác theo dõi video.